Anh chị thân mến, các dòng máy rửa xe cao áp đến từ thương hiệu Kumisai luôn được lòng khách hàng bởi khả năng xịt rửa cũng như tuổi thọ lâu bền của nó. Và đặc biệt trong số đó thì Kumisai KMS 250/7.5 được đánh giá rất cao bởi được thiết kế với công suất hoạt động lớn, áp lực nước có thể lên tới 3.600 PSI, đủ khả năng để đánh bật các vết bẩn cứng đầu bám trên thành của những chiếc xe tải nặng hay là xe công lớn. Chi tiết chiếc máy này như thế nào, hãy cùng Điện Máy Yên Phát tìm hiểu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé! Kumisai KMS 250/7.5 là dòng máy rửa xe cao áp tự động ngắt, sử dụng dòng điện 3 pha, rất phù hợp cho các gara, trung tâm chăm sóc xe ô tô chuyên nghiệp có tần suất sử dụng liên tục. Các chi tiết máy được sản xuất từ các loại vật liệu siêu bền, chống ăn mòn, rỉ sét, chịu được va đập tốt. Mặc dù hoạt động với công suất lớn thế nhưng Kumisai KMS 250/7.5 lại được thiết kế khá là nhỏ gọn, cho nên quý vị không sợ bị cồng kềnh khi sử dụng hay là tốn diện tích khi lưu trữ. Trọng lượng máy 92kg nhưng được tích hợp phần bánh xe linh động và tay đẩy chắc chắn nên chúng ta sẽ không gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển máy. Đầu bơm áp cao bằng đồng nguyên chất mạnh mẽ và bền bỉ. Đi kèm máy là bộ phụ kiện chất lượng bao gồm dây cấp nước đầu vào được làm từ chất liệu cao su cao cấp, thêm một lớp thép bên trong đảm bảo ống dây không bị móp méo khi bị gấp khúc. Dây áp lực cao 15m siêu bền. Súng dài giúp dễ dàng xịt rửa các vị trí như gầm xe, hốc bánh hay nóc xe. Các đầu bếp phun 0 độ, 15 độ, 25 độ, 40 độ để người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế như phun rửa các bề mặt rộng như sân vườn, chuồng trại hoặc các mảng bám rong rêu trên tường, bùn đất bám trên đồ vật. Hai quả lọc tinh giúp ngăn chặn rong rêu các loại chất bẩn từ nguồn nước vào bên trong máy. Máy hoạt động với công suất là 7.5kW, áp lực làm việc lên tới 253, tương đương với 3.600 PSI. Ấn tượng hơn, khi sử dụng với bếp phun 0 độ, máy tạo ra tia nước có thể cắt cả bê tông hay thân cây mềm. Với con số ấn tượng này thì việc máy có thể xử lý các vết bám bẩn cứng đầu ở trong gầm bánh xe, đặc biệt là các xe công trình, xe tải hàng nặng là hết sức đơn giản. Đồng thời, máy có khả năng hoạt động với tần suất cao và có thể xịt rửa từ 50 đến 60 chiếc xe ô tô một ngày. Và một điểm cộng nữa của chiếc KMS 250/7.5 này đó là khả năng tự động ngắt. Đây là một đặc điểm vượt trội hơn hẳn so với nhiều mẫu máy rửa xe khác trên thị trường. Trong quá trình sử dụng, khi bạn nhả cò thì ngay lập tức nguồn nước và motor máy sẽ ngừng hoạt động mà không cần phải tác động đến công tắc hay nguồn điện. Và ngược lại, khi bạn bóp cò súng thì sẽ có dòng nước áp lực cao để tiếp tục làm việc. Điều này thì vô cùng phù hợp và cần thiết với các tiệm rửa xe khi vừa tạo ra sự tiện lợi, lại còn rất an toàn và tiết kiệm điện nước. Tuy nhiên, vì máy hoạt động với công suất cao như vậy và tạo ra áp lực nước rất lớn cho nên anh chị lưu ý là chúng ta không xịt vào người hay động vật bởi vì có thể gây sát thương rất cao. Hiện tại thì chiếc máy rửa xe tự động ngắt Kumisai KMS 250/7.5 đang có sẵn tại kho của Điện Máy Yên Phát. Quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc để lại bình luận ở bên dưới để nhận được mức giá tốt nhất cũng như những ưu đãi hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!